Hello mọi người, đây là ekip của Tâm. Đây, Võ Huy Triệu. Đây là phó nháy của E-team. Phó nháy của E-team. Rất là lầy. Đây, đây là cameraman. Cameraman. Và tôi là Tâm cameraman. Còn một nháy nữa đây. Đây là nháy Bồ Công Anh. Đây là nháy Bồ Công Anh. Đồ của giới trẻ đó, nãy giờ chưa bị gì hết đó. Đây, đây là lớp phó, rất là tích cực. Đây, ok. Bố trẻ nhưng mà rất là lầy.